nằm dọc theo miền chân sóng, vùng bãi ngang Gio Linh, Quảng Trị. Làng biển Diêm Hà Trung an nhiên nhưng căng tràn sức sống đang đổi thay từng ngày. Từ những bàn tay thảo tần và sự cố kết cộng đồng, bao thế hệ người làng Diêm Hà Trung đã tạo dựng nên một hương thôn khởi sắc để con cháu xa gần của làng luôn ngưỡng vọng về một chốn quê đong đầy niềm thao thiết. Có phải do làng nằm trên dải đại Trường Sa cát trắng và những hạt muối mặn chát từ biển cả mà tạo nên cái tên Diêm Hà Trung hay chăng? Nhưng nếu lật từng trang ngọc phả của làng, chúng ta sẽ thấy tên làng đã đi suốt từ khi sáng lập hương hiệu cho đến hôm nay. Thuở sơ khởi ấy, các vị tiền khai gia làng đã cùng với các đoàn dân binh từ xứ Thanh, Nghệ tiến vào đằng trong, mở mang cõi bờ Nam nước Việt. Những bậc tiền nhân ấy đã chọn vùng đất này, coi biển là nhà, trầm trải, nắng mưa, ăn sóng, nói gió, cùng các con thuyền và nghề khai thác thô sơ ở biển bãi ngang làm kế mưu sinh. Quyết tâm định cư lập làng, và làng Diêm Hà Trung ra đời trong gian khó như thế. Không chỉ riêng các gia phả của các họ tộc và ngọc phả của làng, mà qua các cổ sử như Ô Châu Cận Lục, Phủ Biên Tạp Lục, Đồng Khánh Dư Địa Chí thì được biết làng Diêm Hà Trung là một trong những làng cổ được thành lập sớm tại Quảng Trị. Sau này, cho dù qua bao nhiêu lần tách nhập các địa giới hành chính khác nhau, nhưng tên làng Diêm Hà Trung vẫn không thay đổi. Hiện nay, Diêm Hà Trung thuộc xã Giao Hải, huyện Giao Linh, tỉnh Quảng Trị. Truyền thống của làng Diêm Hà Trung có từ thế kỷ thứ 14-15. Làng Diêm Hà Trung gồm có 5 xã phường. Một là thôn 6, làng Diêm Hà Trung thuộc xã Giao Hải. Hai là xóm Đùng, thôn 8, làng Diêm Hà Thuồng thuộc xã Giao Hải. Ba là xóm Mồ, thôn 5 thuộc xã Giao Hải. Bốn là xóm Trang, thôn Long Hà, xóm Tre ở thị trấn Cái Việt. Về lịch sử của làng gồm có là 12 dòng họ, nhưng quá thời thì quá lâu, hiện nay là 2 dòng họ đã đi khỏi làng để làm ăn. Hiện nay ở trong làng gồm có là 10 họ, luôn luôn là đoàn kết bên nhau để là phụng sự là tổ tiên. Cũng như các làng cổ khác của Quảng Trị, những người dân Việt ngày xưa đi mở cõi, sau khi đã tiến hành phân chia địa bộ và hương thôn có phần hưng thịnh, bắt đầu chú tâm đến xây dựng đình chùa miếu mạo. Ngôi đình làng khang trang như chúng ta thấy hiện nay là nơi tưởng nhớ công đức của các vị tiền nhân khai canh lập ấp, sáng lập hương hiệu của làng. Đình làng được bà con trong làng cùng con em ở xa xứ tâm huyết đóng góp dựng xây nên. Đến tháng 9 năm Nhâm Dần 2022 thì đình được xây dựng xong. Đình làng Diêm Hà Trung nằm về hướng nam của làng, trong một quần thể tâm linh của làng. Xung quanh có tôn miếu các vị thiên thần và nhà thờ của các tôn phái trong làng. Đây là ngôi đình mới, còn đình cũ, chiến tranh đã tàn phá hoàn toàn. Theo lời của các vị hảo lão, làng Diêm Hà Trung thì đình là nơi hàng năm làng tổ chức nhiều lễ hội. Các lễ trọng này còn là sợi dây kết nối tình cảm của tất cả các họ tộc, dân làng cùng đồng lòng xây dựng hương thôn. Các câu thơ của dân làng Diêm Hà Trung thể hiện sự quý trọng về ngôi đình làng mới của mình. Mừng vui đã có đình làng, để cho con cháu đèn hương phụng thờ. Từ nay thỏa nguyện ước mơ, đình làng sáng đẹp bây giờ là đây. Đình làng Diêm Hà Trung thường từ những năm thừa xa xưa là nằm ở phía nam thôn. Hàng năm là đến rằm tháng 6, con dân trong làng, các dòng tộc, các họ tập trung về làng để cúng bái đầy đủ. Hôm nay được sự quan tâm của các bô lão trong làng và con cái cháu chắt nội ngoại, nhất là trong làng, vừa là cúng tiền
vừa là bỏ công lao động, còn ngoài làng là tùy ý theo lương tâm, từ nước trong cho đến nước ngoài. Hôm nay hậu trở về cho làng Diêm Hà Trung đã làm hoàn chỉnh cái quy định của làng. Làng Diêm Hà Trung còn có các chùa, miếu, vũ để làm nơi thờ cúng các vị tổ tiên khai khẩn ra làng và thờ các vị thần bảo hộ cho làng. Cùng với các đại lễ tại đình làng thì các miếu mạo luôn được dân làng Diêm Hà Trung trọng vọng, cung kính, khói hương. Thì ngoài cái đình làng của làng ra thì còn rất nhiều là có như đình chùa miếu vụ, là hiện nay là ở Long Hà là có một cái đình có một cái chùa của làng Diêm Hà Trung ở tại Long Hà. Ở đây là có cái mấy ngôi là bồn thổ của làng, là coi như nằm ở sát đình làng, và các góc của làng á là ở ngoài biển thì có là coi như là miếu ngư, và ở trong ruộng á thì có là bà Họa và bà Thổ. Do đó là coi bốn phía đều có là coi đình chùa miếu vụ của làng cả. Và hiện nay là coi như là chúng hai ngôi bồn thổ của làng đấy á, là một ngôi là tổng trị cơ hoàng Oai Linh của là Oai Linh, và một ngôi là chính đội trưởng Huế Lâm Hồng Nguyễn Công, và ngôi thứ ba ở đấy là coi như là chúng là nội cận Phật Đức Tôn Thần của làng. Có một điều đặc biệt ở làng Diêm Hà Trung là hiện nay tại đình làng còn lưu giữ 10 đạo sắc phong của các triều vua nhà Nguyễn như vua Gia Long, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh cho các danh thần và nhân thần của làng. Sắc phong vốn là văn bản truyền mệnh của vua phong tước, khen thưởng cho những người có công, hoặc phong thần cho các vị thần được thờ trong các đình đền, tín ngưỡng. Sắc phong truyền tải lại cho hậu thế các tư liệu quý giá và trung thực về tên, tuổi và công lao của một số nhân vật lịch sử như quê quán, công trạng, xếp hạng biểu thị sự tôn vinh của vương triều và cộng đồng cư dân với vị thần đó. Đây là một loại cổ vật rất giá trị do có tính độc bản và là một nguồn tư liệu có giá trị về nhiều phương diện. Trong những năm tháng chiến tranh tao loạn, mưa bom, bão đạn, tuy phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ ruộng nương đi lánh nạn, nhưng các bậc trưởng thượng của làng đã không quên đem theo những tờ sắc phong quý giá đó. Để giờ đây, những tờ giấy cổ xưa ấy chính là hồn cốt của làng, luôn được người làng Diêm Hà Trung nâng niu, quý trọng. Những vất vả của thiên tai, địch họa rồi cũng qua đi. Một ngày mới sáng bừng, bình minh lại về nơi miền quê biển Giang Hải, trong đó có làng quê Diêm Hà Trung. Những người dân quê miền biển mộc mạc, thẳng ngay, ngoan cường đã cùng đoàn kết vẽ nên một bức tranh hương thôn đầy màu sắc rạng người, để cho những con thuyền nhỏ cần mẫn này ngày ngày vẫn ra khơi, nhận những thảo thơm từ mẹ biển bồi đắp cho cuộc sống của mình. Cho dù nhiều khó khăn vẫn còn đó nơi mảnh đất miền cát trắng bạc màu Diêm Hà Trung này, nhưng vẫn vững tin rằng một tương lai tươi sáng không xa sẽ mở cửa ra với đất và người nơi đây, để cho các thế hệ con em của làng mai sau luôn luôn tự hào rằng nơi đây có một làng Diêm Hà Trung như thế.